Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư công dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên phản ánh về nguồn điện sinh hoạt của bà con yếu, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân. Theo đơn thư của công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư đã đi tìm hiểu sự việc và có phản ánh sau. Phóng viên chuyên mục hộp thư tìm đến một số hộ dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên trong những ngày thời tiết 35-36 độ, thì hình ảnh mà quý vị thấy đây. Quạt còn quay như vậy thì các thiết bị khác như nồi cơm điện nấu có chín được cơm không và điều hòa thì chắc sẽ không thể sử dụng được. Sau đây là ý kiến của bà con về vấn đề này. Thời tiết 38 độ thì đúng cháu phải lên xã trên ở ngủ nhờ. 12 giờ đêm phải bế cháu đi. Còn đâu là nếu cứ để nhà nó cứ vật vã lăn lộn này xong mà hôi toát hết ra và không quạt nổi. Đây là số 3 đây nhá. Đây là số 3 chứ không phải là số 2 hoặc số 1 gì bảo nó yếu như thế này quạt. Bà bật lại mấy số rồi. Đây là số 2 là bé này cháu. Đây là số 1 là bé nhất đây gì đó. Đây số 3 là nặng nhất đây. Đấy thì cháu bảo thế này thì làm sao mà ai chịu được. Đây là hôm nay nhiệt độ nó 36 độ nhá. Còn nếu mà hôm 38 độ thì đúng rồi. Hầu như đồng ra không gió ngoài trời chứ không có tiết điện nào trong nhà luôn. Nhiều khi đấy bảo bà mất tiền và hóa ra không được hưởng, không được dùng. Tiền hàng tháng này bọn cô vẫn đóng đầy đủ luôn. Hết bao nhiêu bọn cô cũng đóng luôn. Tôi phải mua thêm cả đá về tôi để vào tủ đấy là mọi người để ra để làm đông để lấy cái đồ để cho con để quả quản cho con tôi để nó ăn hàng ngày. Lúc nào cũng mướt mải mồ hôi khổ lắm. Đêm nó nóng nó không ngủ được anh ạ. Tivi này bây giờ là buổi tối là tivi là tự sập. Tủ lạnh này bây giờ kém là trục trặc. Ảnh hưởng rất nhiều đến cái đồ điện gia dụng trong gia đình. Đang nắng như này tự nhiên là điện coi như là tự nhiên là quạt này dừng lại không quay được. Đấy là một hai nữa là tất cả là thổi thì cơm tối chiều tối thổi cơm thì không chín, nước thì đun là không sôi. Đề nghị là không ấy, coi như cố gắng coi để coi giúp đỡ cho nó coi đường điện cho nó ổn định để cho dân. Khi trao đổi với ông Trần Văn Cự, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hùng Cường thì được biết ngày 2/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục cấp phép hoạt động điện lực cho hợp tác xã và thời hạn đến ngày 1/5/2024. Cái việc mà bà con nhân dân kêu là đúng, nhưng chúng tôi quyết tâm khắc phục trong cái thời gian tới. Rất là nhanh tôi hướng chủ tịch ủy ban xã là trong vòng một tháng tôi sẽ khắc phục tất cả những điểm yếu. Đồng thời chúng tôi đang làm tờ trình để cắm thêm trạm. Trước đây là quy định là hợp tác xã chúng tôi chỉ được mua điện sau công tư tổng, chứ chúng tôi không được phép cắm. Cụ thể chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng trạm rồi nhưng mà bây giờ ngành điện lại thu mua, chúng tôi lại phải bàn giao lại cho ngành điện. Nhưng vừa rồi là chúng tôi đề nghị rất nhiều lần rồi. Nhưng ngành điện các anh không cắm. Làm việc với ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường thì được biết, năm 1996, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường có đứng ra là chủ đầu tư kêu gọi bà con đóng tiền theo hộ gia đình để xây dựng đường điện. Theo chủ trương chung của nhà nước, năm 1999, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Cường đã bàn giao việc quản lý hệ thống điện trên địa bàn cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hùng Cường quản lý. Quan điểm của ban thường vụ, quan điểm của đảng ủy, ủy ban dân và đặc biệt ý kiến của đảng viên, cán bộ đảng viên của nhân dân đại đa số là cán bộ đảng viên của xã Hùng Cường và nhân dân xã Hùng Cường mong muốn là bàn giao lưới điện và quan điểm mà đảng ủy, ủy ban nhất trí quan điểm là sẽ bàn giao lưới điện về chi nhánh điện quản lý, về ngành điện quản lý. Sản lượng điện của xã Hùng Cường thì theo ngành điện thống kê thì hiện nay là tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 là khoảng 26%, tức là cao hơn trung bình của toàn thành phố. Toàn thành phố thì tăng trưởng khoảng 12-12%. Ngành điện thì chúng tôi cũng đã nhận được một số cái đơn của bà con nhân dân xã Hùng Cường về cái việc tiếp nhận. Thế thì về quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận thôi. Bởi vì chỉ đạo từ chính phủ xuống tập đoàn điện lực Việt Nam, thậm chí là công ty điện lực Hưng Yên thì cũng đang chỉ đạo, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lúc nào mà hợp tác xã nhất trí cái việc bàn giao. Thế còn về cái việc mà đề nghị của hôm vừa rồi họp ấy, thì chính thức là mới nhận được cái đề nghị của hợp tác xã là về việc là đầu tư thêm trạm biến áp. Đấy, thì bảo trước đây thì ông ấy có nói là ông Cự cũng có nói là ngành điện không cho phép, nhưng mà cũng chưa có cái văn bản quy định nào là ngành điện chưa cho phép cái việc đầu tư cả. Cái việc đầu tư của hợp tác xã là hoàn toàn được ủng hộ. Vậy người ta đầu tư để ta bán điện cho dân thì tốt quá, nhưng ngành điện có cái lý do gì đâu để mà không ủng hộ đâu. Trước thực tế, nhân dân trên địa bàn xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên bức xúc về nguồn điện đang rất yếu, với chức năng là diễn đàn,
là cầu nối thông tin của công chúng, nhân dân trong tỉnh. Đài đề nghị đơn vị được phép hoạt động kinh doanh điện trên địa bàn xã Hùng Cường cần phải có cam kết về lộ trình cải tạo lưới điện với các cơ quan quản lý của nhà nước để đảm bảo quyền lợi của khách hàng dùng điện, tránh đơn thư phản ánh kéo dài, gây mất an ninh trật tự địa phương và điều quan trọng nhất là ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này.